Giải đấu thể lực của xứ sở sương mù đã trở lại với các ông lớn vòng 3 League Cup và nó đưa chúng ta đến một trận đấu cũng vừa được tạo duyên nợ cách đây vài ngày, Manchester United và Aston Villa. Combo những ngày qua đối với những cổ động viên Manchester United hệt như một playlist nhạc buồn. Khi sự phấn khích đang lên, họ lại bất ngờ nhận thất bại trước Aston Villa ở ngoại hạng Anh. Unai Emery tới đây và ngay lập tức gieo mối hận lên Manchester United bằng chiến thắng 3-1, một trận đấu mà Quỷ Đỏ đã thủng bàn từ rất sớm và họ xứng đáng với trận thua của mình. Leon Bailey, Lucas Digne và Jacob Ramsey là những người ghi tên mình lên bảng tỷ số để mở tiệc tại Villa Park. Chuỗi 9 trận bất bại của Manchester United bị chấm dứt một cách đầy bất ngờ và cũng không kém phần cay đắng. Họ tiếp tục chứng kiến lá thăm của mình xuất hiện ngay sau lá thăm Barcelona ở vòng playoff Europa League, đối thủ khó chịu nhất mà thầy trò Erik ten Hag có thể nghĩ tới. Chưa kể là hai trận đấu được thêm vào lịch trình khiến họ sẽ phải đá bù ngoại hạng Anh và quãng thời gian kế tiếp. Vì thế trong sự tụt mút của mọi cảm xúc, cả đội bóng này và người hâm mộ của họ cần một điều gì đó để vực dậy và chứng minh vừa rồi chỉ là bước vấp nhỏ. Vì thế một sân chơi khác, một đối thủ cũ và nhiệm vụ phải thắng là bắt buộc với Manchester United. Thành tích của đội bóng này tại League Cup thực sự không quá nổi bật. Họ từng lên ngôi 5 năm, nhưng lần gần nhất đã là mùa 2016-2017 dưới thời Jose Mourinho. Manchester United sau đó từng vào đến bán kết 2 lần. Mùa giải trước họ bị loại ngay ở vòng 3 trước West Ham. Có thể thấy chiếc cúp này vẫn là một thử thách khó nhằn cho Quỷ Đỏ. Điều ấy giúp Manchester United có thể tự tin hơn một chút là họ sẽ được trở lại Old Trafford. Hiện tại cũng được coi là pháo đài của đội bóng trong suốt thời gian qua. Đoàn quân của Erik ten Hag có thành tích giữ sạch lưới ấn tượng tại đây. Họ đã làm được điều đó 5 lần và cũng thường xuyên đi kèm với những trận thắng cho hàng vạn người hâm mộ của họ. Nhưng Aston Villa cũng sẽ thích hành hạ cảm xúc của đối phương. Họ đã làm được điều đó trên sân nhà của mình và nếu tiếp tục thành công tại Old Trafford sẽ là một sự sỉ nhục lớn cho Quỷ Đỏ. Niềm tin của Aston Villa có thể đặt một chút vào thống kê trong quá khứ. Khi 3 trận gần đây nhất của Man United ở League Cup diễn ra tại Old Trafford, họ thua cả 3, đó là sự thật. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Unai Emery có thể tạo ra một hiệu ứng tích cực lên toàn đội vào lúc này. Aston Villa thực sự đã có một chiến lược già tốt, bởi người đàn ông này đã làm rất tốt với Villarreal vào năm ngoái khi đưa họ vào đến bán kết. Và rõ ràng là ông có thừa kinh nghiệm hơn một Steven Gerrard vẫn chưa tạo được nhiều tiếng vang từ khi sự thành công của Rangers diễn ra. Thậm chí Aston Villa còn có thành tích tại League Cup tốt hơn cả Manchester United. Họ đã có 5 chiếc cúp này trong tủ đựng danh hiệu của mình. Thậm chí họ đã lọt vào chung kết năm 2020, nhưng để thua trước Man City. Mùa trước, Villa chấp nhận bị loại ở vòng 3 trước một ông lớn khác là Chelsea. Tuy nhiên, không phải là Aston Villa không có nỗi lo. Mùa này họ đá sân khách không hề tốt. Hiện tại Villa đã có chuỗi 5 trận trên sân khách và cũng không ghi được bàn nào ở 3 trong số 5 trận đó. Những chuyến hành quân mùa này với Aston Villa thường xuyên là niềm đau. Newcastle đánh bại họ 4-0, đến Fulham còn thắng họ 3-0 và đó là lỗi mà Gerrard đã không thể sửa chữa. Tiếp tục chuỗi bất bại hay chấm dứt chuỗi không thắng, đó là nhiệm vụ của cả hai trong trận cầu này. Xét về tình hình lực lượng, Manchester United tất nhiên vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhiều, dù cho họ vẫn còn vài chấn thương trong đội hình. Brandon Williams, Axel Tuanzebe và Raphael Varane vẫn chưa thể tập luyện trở lại. Mặc dù trung vệ người Pháp được cho là sẽ kịp hồi phục trước World Cup, trong khi Jadon Sancho bị ốm và sức khỏe của Antony đều sẽ cần phải đánh giá lại. Diogo Dalot cũng đã nhận thẻ vàng thứ 5 ở Premier League tại Villa Park, nhưng anh vẫn sẽ được phép ra sân ở trận cầu này. Erik ten Hag thường không thích thực hiện những thay đổi lớn đối với đội hình chính, nhưng cơ hội có thể sẽ mở ra cho lần lượt những cái tên như Harry Maguire, Terence Malacia, Scott McTominay và Anthony Martial. Đây cũng có thể là dịp cho Martin Dubravka có trận đấu sỏ găng cho Manchester United. Về đội hình dự kiến, gần như chắc chắn Bruno Fernandes sẽ trở lại sau án treo giỏ của mình. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ trận thua 3-1 hôm Chủ nhật tại Villa Park sau khi nhận 5 thẻ vàng ở Premier League. Nhưng khi Donny van de Beek đá chính ở vị trí của anh, chàng trai trẻ đã không để lại ấn tượng gì và còn bị phê bình vì khả năng pressing hời hợt. Trong khi đó, Aston Villa có hai cầu thủ sẽ vắng mặt ở trận cầu này là Jan Bednarek và Leandro Dendoker vì bị treo giỏ vòng 2. Cặp đôi người Brazil Diego Carlos và Philippe Coutinho vẫn đang chấn thương chưa thể trở lại. Đó cũng là một phần cho lý do Tite quyết định để anh ở nhà. Đội hình dự kiến của Manchester United như đã nói sẽ bắt đầu với thủ thành Martin Dubravka. Harry Maguire cũng là người nên trở lại hàng thủ để đá cặp cùng Lisandro Martinez bởi sự kết hợp của trung vệ người Argentina với Lindelof là hoàn toàn không ổn chút nào. Lindelof quá bị động và để các cầu thủ tấn công của Villa quá thoải mái trong trận đấu ấy và anh chưa bao giờ tỏ ra ăn khớp với người thi đấu bên cạnh mình. Terence Malacia có thể bắt đầu vị trí hậu vệ trái, trong khi Diogo Dalot sẽ được sử dụng trước khi nhường lại vị trí cho Aaron Wan-Bissaka vì đã bị treo giỏ Premier League. Casemiro và Christian Eriksen đã thi đấu rất nhiều trong những tuần gần đây và bây giờ có thể nhường chỗ cho Fred và Scott McTominay, trong khi Anthony Elanga và Marcus Rashford nhiều khả năng sẽ ra sân từ đầu.
vị trí còn lại sẽ gây nhiều sự phân vân. Rõ ràng là Cristiano Ronaldo tỏ ra kém hiệu quả với chiếc băng đội trưởng ở Villa Park và sẽ không ngạc nhiên khi Anthony Martial sẽ được tung ra sân nếu cầu thủ người Pháp khỏe mạnh. Trong khi đó, đội hình của Aston Villa sẽ không có quá nhiều sự thay đổi. Trong khung gỗ vẫn sẽ là thủ thành Robin Olsen. Phía trước sẽ là cặp trung vệ Callum Chambers và Tyrone Mings. Ở hai cánh, Ashley Young và Augustinsson là những người cầm trịch. Unai Emery có thể tiếp tục sử dụng hai lớp tiền vệ để đối đầu với Manchester United nhằm áp đảo quân số ở tuyến giữa. Trong đó, Mark Green và Kamara sẽ chơi vị trí tiền vệ phòng ngự. Phía trên cao hơn sẽ là Jacob Ramsey và Morgan Sanson. Bộ đôi tiền đạo tất nhiên vẫn sẽ là Ollie Watkins và Danny Ings đảm nhận phía trên. Cũng như trận đấu trước, cuộc chiến ở tuyến giữa sẽ là điểm nhấn chính để quyết định thành bại của trận đấu và tâm điểm có thể được dồn vào màn đối đầu giữa Fred và Jacob Ramsey ở trung tuyến. Fred phần lớn đã được sử dụng như một cầu thủ dự phòng ở Manchester United mùa này. Lần cuối cùng anh ở đội hình xuất phát trong trận gặp Tottenham Hotspur vào tháng trước. Fred không thực sự có được phong độ quá cao, nhưng anh sẽ có thêm cơ hội để chứng tỏ bản thân trước khi đến Qatar chinh chiến. Trong khi đó, Jacob Ramsey đã có màn trình diễn đầy chắc chắn trong trận đấu với Quỷ Đỏ. Anh còn kiến tạo cho bàn mở tỷ số và ghi bàn thắng thứ 3, ấn định tỷ số trận đấu. Cầu thủ người Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra màn trình diễn tương tự để khẳng định mình là một trong những cái tên có triển vọng sáng giá nhất của đội tuyển Anh hiện tại. Câu chuyện ghi bàn cũng sẽ là mối quan tâm của hai đội bóng vào lúc này. Dù vừa có 3 bàn thắng vào lưới Quỷ Đỏ, nhưng chính Aston Villa cũng đang gặp rắc rối với những họng súng của mình. Trong top 13 đội bóng đứng đầu Premier League, Villa có thành tích ghi bàn kém nhất khi chỉ có 14 bàn thắng cho tới hiện tại, tức là đã tính vòng đấu vừa rồi. Trong khi đó, Manchester United cũng không khá khẩm hơn khi trong top 6 ngoại hạng Anh, họ là đội duy nhất chưa đạt được 20 bàn thắng. Chấn thương và sự sụt giảm phong độ của các tay ghi bàn trở thành vấn đề chung của hai đội bóng này. Trong trận đấu tới đây, họ đều hy vọng mình có thể làm tốt hơn, hoặc là tiếp tục những bàn thắng vào lưới Quỷ Đỏ, hoặc là sự trở lại của Martial sẽ giúp Manchester United tạo ra sự đột biến trên hàng công của mình. Ngoài ra, sự tập trung cũng sẽ được đổ dồn vào Harry Maguire, một trận đấu khác và cũng là cơ hội để anh lấy lại sự tự tin trước hành trình sắp tới của mình. Maguire đã nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực trong trận đấu với West Ham. Và như đã nói, Manchester United có nhiệm vụ buộc phải thắng trận cầu này nếu họ không muốn rơi vào một trạng thái tồi tệ trước khi sổ quần. Dù cho có mệt mỏi, nhiệm vụ của Quỷ Đỏ là phải cố gắng ở mọi đấu trường họ tham dự để tăng khả năng giành những chiếc cúp sớm nhất có thể. Xin chào các bạn, vào lúc này các bạn đã có thể pre-order tập 2 của Bí ẩn Ozone và sẽ có một món quà rất đặc biệt. Đó là lịch thi đấu của World Cup 2022 được design theo phong cách của Bí ẩn Ozone. Hy vọng rằng là các bạn sẽ nhận được những món quà đó cùng với chữ ký của cá nhân tôi và một lời chúc của biệt điểm viên Anh Quân với những tâm trạng tuyệt vời nhất để hướng tới World Cup. Hãy pre-order ngay lập tức trên link mà các bạn nhìn thấy ở dưới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Bí ẩn Ozone.